Những gì xảy ra tại căn phòng trọ của Shitoru là điều mà đoạn video này muốn nói tới. Theo như Hitomaru, người cùng với Shitoru quay lại đoạn clip này sau một thời gian, Shitoru cảm thấy có điều gì đó bất thường xảy ra tại căn phòng trọ của mình. Theo như lời kể của anh ta thì đã hơn 2 tuần qua, anh cảm thấy như có ai đó đang sống trong căn phòng của mình. Nhiều đêm anh nghe tiếng rỉ nước nơi phòng tắm, dù anh nhớ rất rõ là mình đã vặn vòi thật kỹ. Điều lạ lùng là sự việc này cứ tiếp diễn ngày qua ngày, có lúc anh lại nghe thấy rõ một tiếng bước chân tạch tạch bước đi trên sàn nhà. Nhưng khi kiểm tra lại thì không thấy ai, mặc dù cửa nẻo đều đã khóa rất kỹ. Và cái điều này được Shitoru cảm nhận rất rõ, nhất là mỗi lần anh đứng kế chiếc điện thoại bàn. Cảm giác có ai đó đứng kế bên như rất thật. Và theo như gợi ý của Hitomaru, họ đã quay lại đoạn clip này khi Shitoru đứng kế bên chiếc điện thoại bàn. Và chỉ vài phút sau đó, cái điều mà linh tính của Shitoru luôn cảm nhận được đã thực sự xuất hiện trong một góc khuất nơi kế bên chiếc tủ gỗ. Đoạn phim quay lại cảnh những người công nhân đang làm đường ở khu vực thành phố Tokyo, Nhật Bản là chủ đề được nhiều cư dân mạng bàn cãi trong khoảng thời gian năm 2011. Theo như đoạn video được đăng tải bởi một tài khoản có tên Hanama, đăng tải vào ngày 12 tháng 4 năm 2011 cho biết, một con đường lớn tại thành phố Tokyo đang được thi công làm lại vì chất lượng đường xá ở phân đoạn này đang bị đứt gãy. Các anh công nhân đã thi công liên tục 2 ngày nay, nhìn mọi thứ có vẻ đã ổn và hình như cũng sắp xong. Nhưng đây cũng là cái ngày mà tôi không thể tin vào mắt mình khi quay được những hình ảnh ghê rợn. Tôi không biết từ đâu xuất hiện một người phụ nữ mặc áo trắng đứng nhìn tôi từ phía bên kia đường chỗ đang thi công. Và điều đáng sợ là cô ta chỉ có một cái chân. Trong vài giây sau, bỗng dưng tôi không thấy cô ta đâu. Chuyện gì thế này? Sau khi nội dung như trên được đăng tải trên mạng xã hội, đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng đó chỉ là hình ảnh đã được kỹ xảo. Nhưng cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng đó rất có thể là hồn ma của một ai đó, người mà đã chết trong những vụ tai nạn xe tại đây. Cánh tay bí ẩn là những gì mà đoạn clip này được chính chủ đề cập đến trong khi đăng tải trên trang blog cá nhân kèm theo những dòng mô tả như sau. Đây là điều mà tôi không thể ngờ được. Chúng tôi, những người bạn đã lâu lắm không gặp nhau. Chính vì vậy chúng tôi đã quyết định đi đến quán nhậu để làm một trận thật hoành tráng. Sau khi đã ăn uống no say, chúng tôi cùng nhau nói về những kỷ niệm và thế rồi câu chuyện này tiếp nối câu chuyện khác. Và thực sự tôi đã bị cuốn hút vào những câu chuyện đó nên chẳng hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi Toruta gửi một đoạn email cho tôi kèm theo đoạn clip này thì tôi mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Nội dung email cậu ta gửi cho tôi chỉ vỏn vẹn một câu: Emiya, hãy xem đoạn clip này. Kế bên cậu có một cánh tay của ai đó